Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn hai bài tập cốt yếu để mà các bạn 2-3 tuổi có thể bơi. Bài đầu tiên là bài Show me again. Dana, listen to me. When you swim backstroke, you look on the sky, okay? Again. Can you show me again? Yes. Show me again, backstroke. Yes, 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 correct. Wow. Excellent. Excellent, excellent. Very good. Look it on the sky. Look in sky. Yes. Can you show me? Wow. Okay. You look it on the sky and you flow your hair. Yes. You flow your leg. Yes. Yes, you do nothing. Okay. You just look on the sky, you do nothing. Okay, again. Very good. I will count from 1 to 10, okay? Now you do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh no! 8. Very good, very good. Okay. Okay, touch the ball. No. Touch the ball. Wear the goggle first. Wear the goggle. Okay, follow me. Kick and follow me. Very good. Kicking. Okay, now we turn around. Turn around. Turn around. Okay, no ball. Dana, no ball. Okay, very good. No ball. No ball. Wow. Now you. Aji, no ball. No ball, go. Wow. Very good. Ok, rồi mình sẽ chỉ cho các bạn hai bài tập cốt yếu để mà các bạn 2-3 tuổi có thể bơi. Cái bài đầu tiên là bài hụp xuống nước. Nếu mà thở ra bằng mũi được càng tốt. Rồi mình cùng xem nha. Bạn này là 3 tuổi, bạn kia cũng 3 tuổi luôn. Ok, now you wear the goggle. No, don't worry, ok. Wear the goggle first. Ok, face down, kick your leg. No, face down. Ok, 1, 2, 3, 4. Cái bài này để các bạn ấy có thể hụp xuống nước. Nếu như mà các bạn sau này các bạn bơi á, các bạn có hụp xuống nước thì các bạn biết cắt hụp xuống nín thở và ngoi đầu lên để lấy hơi. Đó. Chỉ tập vậy thôi, hụp lên hụp xuống, không cần đúng. Nếu mà thở ra bằng mũi được càng tốt. Nếu không được thì thôi, chỉ cần là hụp xuống được là được. Đó. Cái bài thứ hai, đó là bài ôm chân, ôm phao để đá chân. Đó, các bạn sử dụng một cái phao như thế này. Có trái tim mà được. Đây, mình đi lấy thêm một cái nữa để cho các bạn cầm phao để các bạn nổi và các bạn đá chân để di chuyển. Bài này mục đích là di chuyển. Thế là mình sẽ có hai bài chính, bài hụp xuống và bài đá chân để di chuyển. Đó, rất đơn giản. Ok rồi. Touch the ball. Ok. Dana, touch the ball. Go over there, kicking your leg. Ok, kick, follow me. Đó, cái bài thứ hai đó là bài cầm phao để đá chân di chuyển. Đó, các bạn, chị Việt cho các bạn hãy cầm một cái phao. Đó, cầm một cái phao, sau đó đập chân để di chuyển. Faster. Đó. Mấy bạn này thì tập được 1 tháng rồi, biết bơi rồi, bơi được một đoạn ngắn rồi. Các bạn nữ thì là tốt hơn, có thể bơi được khoảng 10 mét rồi. Đó. 3 tuổi. Rồi các bạn chuẩn bị xem các bạn bơi không phao nha. Ok, follow me. Ok. Ok, you, no ball. No ball and go, go in. Let's go. Ok, you see, đó. Các bạn ấy có thể hụp xuống, đá chân qua tay để di chuyển. Đó. Cái bạn này thì tốt hơn, bạn này có thể hụp xuống và ngoi lên để lấy hơi. No ball, go. Đó. Các bạn nhìn nhá, đó, ngoi lên lấy hơi. Yes, very good. Đó, cứ tập đi tập lại hai bài này thôi là các bạn ấy có thể biết bơi. Ok, face down, kick your leg. Đó, kết hợp hai bài tập, úp mặt và đập chân. 1, 2, 3, 4, 5,
sinh. À, hai cái bạn này á, thời gian đầu rất là nhát luôn, khóc luôn, không có dám xuống hồ, cần phải kiên nhẫn. Mấy buổi đầu ấy, mấy cái buổi mà buổi 1, 2, 3 gần như là không học được gì, chỉ làm quen thôi. Đó, chỉ nhúng xuống nước thôi. Nhúng gọi là nhúng chân tay thôi chứ cũng không thể nhúng mặt úp mặt được xuống đâu. Nên các bạn khi dạy những cái bạn bé 2, 3 tuổi như thế này là phải kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn. Dục tốc bất đạt đó, mình phải kiên nhẫn, cho dù bạn có khóc, bạn có sợ thì mình phải là mình động viên an ủi chứ mình đừng có nhấn nước nha, đừng có làm quá nha. Đó, rồi các bạn sẽ từ từ làm quen được, bởi vì cái học bơi này nó rất là dễ. Đó. Ok, we go back, cut the board. Dana, go. Đó. Bây giờ là các bạn ấy tự tin rồi, 3 tuổi biết bơi rồi, giỏi quá rồi. Đó. Ok, kick your leg faster. Đó. Chỉ tập 2 bài các bạn nhớ nha. Cái bài úp mặt xuống dưới nước là cái bài đập chân để di chuyển. Đó. Rất đơn giản. Rất đơn giản để học biết bơi dành cho cái độ tuổi 2 3 tuổi này. Đó. Chỉ việc cầm phao đập chân xong là vô bờ lại hập xuống. Ok. Ai gì? No ball. Come on. No ball. Then we finish. Come on. Các bạn thấy không? À, xuống vào tay. Đó. Đây, đây này. Head down. Head down, head down. Face down, kick your leg again. Okay, waiting for me. I count 1 to 10. Then we finish. Okay, let's go. 1, 2, choo-choo again. 1, 2, 3, 4, just 4. I count to 10, okay? Okay, again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wow, amazing. Aji, now you. You can do this. Okay. You can do this. Okay, do this. Scream back chalk. Okay. Scream, screaming back chalk with this. Okay. Aji, listen to me. You wear this and scream back chalk. Okay. This. Okay, Dana, show me again. I count to 10. Okay. Don't worry, we do again. Now, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, amazing.